Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Trân trọng gửi đến chị Quần Cuộn Phương Hề một bài hát Sẩm vui nhé mọi người nha. Chả giống doanh nhân chả giống doanh nhân, giống kẻ trong trại tâm thần trốn ra, chứ tưởng mình mưu trí tài ba. Mưu trí tài ba, tưởng mình mưu trí tài ba, tập làm thám tử điều tra người đời, chứ dưới đất rồi lại lên giời, rồi lại lên giời, dưới đất rồi lại lên giời. Alo anh hả, em mời ngủ chung, chứ thế gian chỉ có người khùng, chỉ có người khùng, thế gian chỉ có người khùng. Buông lời xúc phạm đến vùng trời xanh, chứ quay sang kích kẻ tu hành, kích kẻ tu hành, quay sang kích kẻ tu hành. Kẻ sống thiện lành chẳng chạm đến ai, nào là phân tính đúng sai, nào là quần chúng không sai pháp nào, đến khi dân chúng ồn ào, dân chúng ồn ào, đến khi dân chúng ồn ào. Kẻ khinh người chửi luận vào bàn ra, chứ sức mạnh Phật tử gần xa. Một lòng bảo vệ đầu đà chân tu, chứ cờ này đi tiếp là ngu, chứ cờ này đi tiếp là mà ngủ thì phải vô tù lần ý hai. Bà cũng làm sai, dù gì bà cũng làm sai, thôi quay xe lại trình bày với dân, cái miệng nó kiện cái thân, nó kiện cái thân, cái miệng nó kiện cái thân. Doanh nhân thì cũng như hàng dân đen, chứ doanh nhân chả giống doanh nhân. Tụi bay tôn thờ ông Thích Minh Tuệ là quyền của tụi bay, còn tao không tôn thờ ông ấy là quyền của tao. Đúng rồi, bạn nói đúng, nhưng bạn sai ba luận điểm sau đây. Thứ nhất là bạn gióng tên thầy Thích Minh Tuệ với tham sân si ở trong con người của bạn. Thứ hai là bạn nói đến những Phật tử, những người yêu kính thầy, những người dành tình cảm cho thầy, kính ngưỡng thầy là bạn sai. Thứ ba là gì? Là bạn nói về thầy Minh Tuệ như thế trong khi thầy đang hướng Phật để thành Phật là bạn sai với tôn giáo, sai với Phật pháp, sai với tín ngưỡng, trong khi bạn đang kinh doanh du lịch tâm linh là tín ngưỡng chứ còn gì nữa. Câu hỏi của Thắng dành cho bạn là gì? Cách đây rất là gần, bạn Phương Hằng còn nói rằng chuyện tâm linh là có thật quý vị. Thắng hỏi bạn một câu hỏi, việc thầy Minh Tuệ đang tu 13 pháp khẩu hạnh đầu đà để thành Phật, Phật A-di-đà, có phải là tâm linh không? Có phải là có thật không? Tại sao bạn nói có thật mà bạn bây giờ bạn lại ứng xử như vậy? Thắng cho rằng bạn là người không có tâm, bạn là người không có tính Phật ở trong con người của bạn. Tốt nhất bạn đừng kinh doanh tâm linh nữa. Và bạn đã mất rất nhiều trong cái clip đó. 29 tháng 10 2024. Xuân Thắng chỉ ra ba cái sai của bạn để bạn thay đổi khi bạn còn có cơ hội. Nếu không, bạn sẽ mất tất cả. Bạn sẽ mất tất cả. Bạn sẽ mất tất cả như ông Trân Quang.
Vì sao bạn lại ứng xử với thầy Minh Tuệ như vậy, trong khi thầy không có liên quan gì đến việc kinh doanh của bạn? Phải chăng trước đây bạn tiếp xúc với nhiều thầy, bạn cúng dường cho họ, sau đó họ gì ạ? Cúi và A Di Đà Phật. Phải chăng bạn đã từng ở một cái vị thế gần chùa gọi bụt bằng anh? Một bậc chân tu như thầy Minh Tuệ không phải như thế, không phải là những người sư mà bạn đã từng gặp, mà bạn đã từng cúng dường. Quay đầu ngay còn kịp. Phương Hằng nhé, Xuân Thắng, hy vọng bạn xem và bạn thấy clip này. Bà Nguyễn Phương Hằng ấy, bà nói là bọn chúng mày ấy, là chỉ ở nhà thuê thì cũng đúng đi, nhưng mà tôi không phải ở nhà thuê nha, nói trước à. Nói chung á, bà nói câu nói này là nói là dính líu rất là nhiều. Có lẽ là fan của bà cũng có một số ở nhà thuê đó bà, nha bà Nguyễn Phương Hằng. Chị nên nhớ kỹ một điều, cái fan của chị cũng phải ở nhà thuê đó, chứ không phải là không phải ở, không có ở nhà thuê đâu. Nhưng mà chị nói cái câu nói này là chị xúc phạm tới cái fan của chị đó. Còn tụi tôi á thì chẳng ăn thua đâu. Đó. Dù người ta ở nhà thuê, nhưng mà chị làm giàu là cũng vì là fan của chị. Đó. Nhờ người ta đi làm thuê làm mướn mà chị làm giàu. Nha chị Nguyễn Phương Hằng. Chị nói cái câu nói này quá nặng nề cho cái fan của chị. Fan của ai tôi không cần biết, nhưng mà chị nói quá nặng nề. Thật sự ra mà nói, đúng là chị giàu thật, nhưng mà chị giàu chị coi thường những cái fan của chị quá đó. Bây giờ mấy cái fan của chị Nguyễn Phương Hằng đó, nghe kỹ đi nha, bắt cái lên đó, lên TikTok mà nghe kỹ cái fan của chị Nguyễn Phương Hằng chị nói như thế nào đó, đó không phải ai cũng muốn chống đối với chị, nhưng mà chị sai người ta mới chống đối với chị thôi. Cái chị Nguyễn Phương Hằng, thật sự ra mà nói á, chị ở tù mà kể 3 năm trời rồi, đáng lý ra chị ra ngoài này nè. Tôi tưởng đâu là con người cái chị phải sửa đổi chứ, nhưng mà thật sự ra tấm nào tật nấy thì không có sửa đổi bất cứ được cái gì hết. Chị muốn không hả? Chị lên cộng đồng mạng này nè, thậm chí tại con của chúng tôi tưởng đâu là chị ra ngoài này chị tiếp tay chị chống đối lại những cái bên là sầm tăng với ma tăng, mà không ngờ chị lại lôi thầy Minh Tệ ra chị hạ bệ, chị xỉ nhục thầy của tôi, là thật sự ra là tôi đánh giá quá thấp. Bởi vậy tôi không biết tôi nói được cái gì. Đáng lý tôi làm cái TikTok video này không phải mà tôi làm cái kiếm tiền cái bạc gì hết, tại vì tôi tức, hiểu chưa chị? Tức cái câu nói của chị, thầy của tôi không có xúc phạm gì tới chị, không động chạm gì tới chị, mà chị đi động chạm tới thầy của tôi. Lời chị nói nên nhớ kỹ một điều, chị nói quá thậm đạt. Xin chào quý vị, hôm nay là ngày 28 tháng 9, tôi có lướt được cái TikTok, tôi nghe cái thằng làm như là thằng bánh mì TV á, nó nói với bà Minh Hằng, nó nói với bà ông thầy Minh Tệ á, nếu mà nó tệ con tôi, tụi tôi á, là cũng như là chống đối bà Minh Hằng vậy đó, thằng Hằng này nam đó, thì nó dứt thầy Minh Tệ. Thật sự ra mà nói, tôi nói cho anh trai nghe nè, thầy Minh Tệ chưa có làm gì tới anh, chưa đụng gì tới anh nha. Anh dứt thử xem coi, anh dứt xong đi rồi anh không có đi đâu được hết, tôi dám bảo đảm với anh luôn, 100% luôn, không cần tụi tôi phải ra tay đâu nha. Bọn chúng tôi á là không cần phải ra tay, mà bọn đàn anh á, đàn anh, đàn em, đàn chị ngoài á, là xử mày không còn một mảnh giáp, nghe chưa, mà thằng bánh mì TV gì đó,
mày quỉnh đầu tay chó mày nghe cho kỹ đi nha. Mày mà có xem được một cái TikTok của tao mày nhớ kỹ nha, tao không có nói nhiều. Đáng lý tao chửi mày còn hơn đó, nhưng mà thôi tao không chửi nữa. Tại vì cái đầu của tao nó còn thông minh hơn mày rất nhiều lần. Ủa, ông Minh Tệ với bà Nguyễn Phương Hằng Đại Nam gì đó. Ủa, mày nghĩ hai người có thù oán gì nhau không? Có ai đụng chạm nhau không? Chính bà Nguyễn Phương Hằng đụng chạm tới ông thầy Minh Tệ, chứ không thầy Minh Tệ đã người ta tu, người ta ăn chỉ một ngày một bữa thôi nha. Các mày ngủ thì ngủ nghĩa địa, phải không? Ôm cái nồi cơm điện đi khắp tỉnh đó. Vậy mà bà Nguyễn Phương Hằng bà còn lên đó bà xăm si với thầy của tôi là sao hả? Ủa mày đuôi hả hay là mày điếc? Chắc mày điếc quá, mày chả đâu có thấy đâu, tại vì mày không nghe không thấy không biết không điếc, đúng không? Cái bọn chúng mày là nói thế á. Tao đéo biết mày là cái thằng làm cái chó gì ha. Mày mà đụng tới thầy Minh Tệ thử xem đi, rồi là mày thấy cái cảnh liền à. Tao nói cho mày thấy bà Nguyễn Phương Hằng chưa? Chỉ đụng thầy Minh Tệ thôi là văn sát liền đó, mà mày thấy chưa? Mày thấy không? Bao nhiêu người đụng thầy Minh Tệ rồi văn sát hết, banh sát hết. Thậm chí mà tiền tỷ cùng bay á, cho mày biết nha. Chùa mà lớn luôn á, còn văn nữa chứ đừng có nói là mày. Nghe chú mày, thằng gì bánh mì tươi quy gì đó, tao chả biết mày tên cái tó gì hết. Tao mày, tao không biết mày, không cần phải biết mày nữa. Mày là chả là cái gì. Xin chào quý vị nha, hôm nay là ngày 27 tháng 9, tôi lướt được TikTok, tôi nghe được cái bà Nguyễn Phương Hằng. Đây nè, cái khoan của bà Nguyễn Phương Hằng, nghe cho kỹ cái câu nói của bà nói nè. Bà nói á, bọn chúng tôi, phải không? Tụi bay á, tôn thờ thầy Minh Tệ là chuyện của tụi bay, phải không? Đấy, hôm nay tôi nói cho bà nghe nè, ở trong đây bà lớn tuổi hơn ai? Ở trên cộng đồng mạng này không lẽ người nào 100 tuổi á mà tôn thờ thầy Minh Tệ là bà cũng kêu là tụi bay à? Ủa bà ấy bà có tiền, bà muốn nói bà kêu ai bà kêu hả? Bà sai, bà nằm mà đúng là cái con người thiếu văn hóa, ít học nó vậy đấy. Hôm nay tôi nói cho bà nghe nè, tại con của chúng tôi á, lúc nào cũng tôn thờ thầy Minh Tệ. Bây giờ không nói thầy Minh Tệ mà nói thật thầy Minh Tệ nha. Tại vì bà biết không, 2600 năm chỉ có một người thôi, từ một Phật Thích Ca tới thầy Minh Tệ. Còn bà nói tôn thờ cha mẹ là trên hết, cái đó bà nói chính xác đúng, tôn thờ là tôn thờ cha mẹ. Đừng có kéo thầy Minh Tệ mình lên cái cộng đồng mạng này, bà hạ bệ nha. Hồi trước tôi thấy bà, không? Bà có tiền, bà cứu miền Trung lũ lụt, tôi rất là cảm ơn bà nha. Từ mà bà nói cái câu mà bà xúc phạm thế này Minh Tệ, là tôi không ưa bà đâu. Bất cứ người nào tôi không cần biết, nói ai vẫn được, nhưng mà nói tới thầy Minh Tệ là có tôi lên cái clip cho Nguyễn Phương Hằng. Cái fan á, một fan mà tôn thờ bà, cái fan cơ của bà đó, nghe cái câu nói của bà nè, của bà Nguyễn Phương Hằng nói chưa? Bà nói như vậy á, là bà coi cái fan bà trả ra cái gì luôn. Cái số mà fan của bà là cũng tôn thờ thầy Minh Tệ đó nha. Bà nói cái câu này là bà cứ coi cái khoan của bà trả ra cái gì đó. Những cái khoan mà cô Hằng đó, nghe kỹ nha đó. Bởi vậy tôi nói người nào mà hạ bệ thầy Minh Tệ là cái hạ bệ Phật Pháp, phải không? Hạ bệ thầy luôn cả Phật Tích Ca luôn, chứ người này không có tồn tại đâu, không ổn tờ là cũng phải ở tù. Bởi vậy bà bị ở tù là đúng rồi nha. Giờ tôi nói với cô Hằng lần cuối cùng á, bây giờ cô muốn quy chụp
và muốn gán tội cho ông Sư Minh Tuệ có thế lực như thế nào cũng được. Bây giờ tôi rất mệt mỏi, bởi vì tôi thần tượng cô rất là nhiều năm, cô cũng đâu cho tôi điều gì. Tôi không bao giờ nịnh nó cô, tôi chỉ nói về vấn đề mặt tốt của cô làm ạ. Cô làm những điều việc tốt thôi, cô làm những việc từ thiện tốt. Tôi yêu thương hình ảnh của cô đẹp đẽ như vậy đó. Nhưng bây giờ tôi coi những cái like của cô phát ngôn như vậy, trong lòng tôi tan chảy hết rồi, và đau khổ và bức xúc nữa. Nhưng cái sự bức xúc của tôi không bao giờ phỉ báng cô, không bao giờ chà đạp cô được gì hết. Bởi vì tôi nghèo hơn cô, tôi không dám chà đạp cô. Nhưng mà không phải cô có tiền rồi mà tôi tưng bốc cô đâu, không phải. Cô làm những điều tốt, tôi ngưỡng mộ, tôi kính thương yêu cô. Nhưng một khi cô đã quan quan lên như vậy rồi thì tùy cô thôi. Cô muốn hình ảnh cô còn lưu mãi để cho mọi người yêu thương kính cô thì cô như làm như thế nào đó. Cô dừng lại đi. Cái này là thật sự tôi yêu cầu cô dừng lại. Và những fan cuồng cuộn của cô đó phải khuyên nhủ cô và biết như cách như thế nào đó vừa ủng hộ, vừa đặt niềm tin vào cho cô, vừa khuyên nhủ cô, vừa an ủi cô, vừa động viên cô để cô dừng lại để mà dừng lại để Nguyễn Phương Hằng còn đẹp mãi trong lòng của mọi người. Chứ đừng để cái hình ảnh của Nguyễn Phương Hằng, CEO Nguyễn Phương Hằng đã bị tất cả mọi người công kích như vậy, cô sẽ như thế nào đây? Cô sẽ sống ra sao? Cho dù cô giàu nước nẻ cũng được. Cô đâu cho tôi điều gì, nhưng tôi vẫn yêu thương cô, kính trọng cô. Nhưng tại sao cô quy chụp và cô chà đạp ông thầy ấy? Còn thầy của cô á, tôi nói thiệt, giống như một dũng sinh vậy, tôi nói thiệt, không có đáng một chút nào để trân trọng hết. Bởi vì những ông ấy không có tu hành gì hết á, chỉ là vô lương gạt, mượn cái áo cà sa và cạo đầu trọc để mà làm những chuyện xàm xí đú mà thôi. Cô đi rất nhiều chùa ha, tại sao cô không am hiểu được điều đó vậy? Rồi cô về, cô đi về từ T30 cô về. Cô nói là cô không lay chim nữa, cô sống về gia đình. Mọi người rất yêu thương và mong muốn rằng cô làm được vậy. Nhưng không. Cũng chính vì những lời ca tụng mãi đỉnh đó mà cô sẽ bộc trực hết những cái điều khả năng của cô ra. Phải, cô bộc trực đi, cô chà đạp đi, cô cứ mặc, cô đánh cháo cái niệm gì cũng được. Nhưng mà ở đây, dân nghèo chúng tôi chỉ đi theo một con đường chính nghĩa và chính đạo mà thôi. Yêu thương và kính trọng những ai làm đúng, làm sự thật. Ông ấy không có tiền để giúp ai hết á, bởi vì bản thân ông không có nhận tiền thì làm sao ông có tiền. Tôi hỏi cô một điều thôi, cô có tiền, cô có thể là bỏ tiền ra cô đánh cháo cái niệm và làm bất cứ chuyện gì thì cô muốn. Nhưng mà ở đây tôi thành thật van xin cô thôi, tôi coi như là tôi van xin cô, tôi không xúc phạm cô điều gì hết. Tôi chỉ mong muốn cô dừng lại để cô còn được giữ lại, lưu lại những cái gì đẹp đẽ nhất trong lòng của mọi người yêu thương cô. Nhưng cô không chịu, cô nói là cô phải trên hết. Nếu như ông thầy Tư Minh Tuệ mà có ai được ngưỡng mộ nhiều quá thì cô cũng đâu có muốn, trong lòng cô không muốn. Cô phải trên hết, tất cả dân chúng phải quỳ mọp dưới chân cô, phải ca tụng cô mới chịu. Có phải ý cô là như vậy không? Nên cô đánh cháo khái niệm và cô quy chụp cho ông thầy ấy, và quy đánh cháo khái niệm và cô quy chụp cho những ai mà đã kích cô. Không ai đã kích cô, không ai ghét cô, không ai hận thù cô đâu. Cô đâu có làm cái gì, cô làm những việc tốt, người ta hiểu mà. Nhưng mà ở đây, những lời nói, những cái cách phát ngôn của cô, những cách mà cô xử lý trong từng lời nói của cô, nó rất là chua cay, nó rất là nghiệt ngã. Đâu phải cô có tiền, có kim cương lấp lánh, rồi cô muốn chửi ai thì chửi, và cô muốn như thế nào công kích ai thì công kích. Không phải vậy đâu cô Hằng. Người ta càng giàu, người ta càng kín đáo, và người ta càng khoan dung độ lượng. Đó là một con người giàu có trí thức,
có trình độ, có học vấn và có lời nói từ tốn nhẹ nhàng và đi sâu vào tâm cảm của mọi người và để cho người ta kính trọng từ lời ăn tiếng nói mình thốt ra. Tôi nghèo hơn cô, tôi học thức có thể không bằng cô luôn á. Nhưng mà hôm nay tôi quá đau khổ luôn, tôi rất là đau khổ. Cô nó tự chà đạp, tự bôi xóa hết hình ảnh đẹp đẽ đó của cô rồi. Cô bôi xóa hết, cô không giữ lại, cô không để lại cái nhìn ảnh đẹp gì cho mọi người để lưu lại, để còn nhắc mãi cô muôn đời. Không lẽ bây giờ đó, cô muốn tiếp tục cái đoạn đường đau khổ của cô ở trong T30 nữa hay sao? Cô đã vô trong đó 2 năm mấy rồi, cô được ân xá cô ra. Tại sao cô không là một người nữ, một người nữ CEO chính trực, một nữ doanh nhân tuyệt vời nhất mà dẫn dung như bao nhiêu năm người ta ngưỡng mộ yêu thương cô vậy? Tôi không hiểu nổi. Thôi bây giờ tôi rất là mệt và tôi rất là đau khổ, trong trái tim mình tôi bị tan vỡ hết rồi, hình ảnh của cô đã tan chảy hết rồi, không còn gì nữa. Thì bây giờ cô muốn đem ai công kích, và cô muốn chửi mắng ai cũng được, và cô muốn vạ lụy ai cũng được, và cô muốn cho thế lực nào cũng được đối với sư Minh Tệ cũng được, cô muốn làm sao cũng được. Bởi vì những lời nói của cô tất cả dân cộng đồng mạng đều nghe hết rồi, những cái phiên live của cô họ đều chứng kiến hết. Còn những fan của cô yêu thương cô đó, cứ việc thương yêu cô. Nhưng tôi yêu cầu những fan mà yêu cuồng cuộn yêu thương cô Hằng đó, tôi tha thiết yêu cầu mọi người một điều thôi, một điều nhỏ nhặt này thôi. Cứ yêu thương và ngưỡng mộ cô ấy và ca tụng cô ấy đi. Đó là hình ảnh tối thượng nhất trong lòng của mọi người. Thì cứ việc ca tụng và yêu thương và đưa cô ấy lên nước thang nào cũng được. Nhưng mà tôi xin mọi người đừng chà đạp ông ấy, đừng cắt ghép và đừng đem những lời thóa mạ ông ấy nữa. Ông ấy tu không có làm gì ai hết. Ông không có thể hiện một điều gì mà trái lại cái vấn đề. Ông chỉ biết đi tu thôi. Cho dù bây giờ mọi người đang đứng trước mặt ông, đánh đập ông, sỉ vả ông, ông cũng chấp tay Nam Mô A Di Đà Phật, chúc cho mọi người hạnh phúc. Nhưng mà người sỉ nhục ông lại mắc cỡ với lương tâm mình, những người đánh ông lại sẽ bị đau khổ cả cuộc đời. Tại sao mình chà đạp một người tu hành vậy? Tại sao mình phải đánh đạp một người tu hành như vậy? Không một tấc xuống tay, không có ai bảo gì, chỉ có cơ quan chức năng nhà nước người ta bảo vệ. Bởi vì ông ấy tu đúng, tu thật, tu đàng hoàng. Còn tại sao biết bao nhiêu sàm tăng kia cô không đem ra cô kiểm chứng cô nói mà cô quy chụp ổng, rồi cô cho ổng là thế lực này thế lực kia? Bộ cô nghĩ cô có kim cương ngàn tỷ rồi là cô chênh hết hay sao cô Hằng? Cái kim cương một hộp kim cương bự của cô sáng ló, cô có thể là lòe người ta, cô có thể là nhát người ta. Mọi người theo cô và ủng hộ vì cái hộp kim cương đó của cô. Nhưng mà ở đây tôi cũng chưa nhận gì ân huệ ở cô hết, nhưng mà tôi vẫn yêu thương cô từ nào tới giờ. Nhưng có thể thì tôi nói với cô một điều nhé, đem cái hộp kim cương của cô đó, nghìn tỷ đó, đem đi đổi lấy một cái lỗi nồi cơm điện của ông thầy Thư Minh Tuệ, không thể nào đổi được đâu. Bởi vì lỗi nồi cơm điện của ổng thật ra không, tức là sắc, tích sắc tức là không, không có gì hết. Chỉ có lỗi nồi cơm điện đi xin ăn và đi khất thực và tu hành theo hạnh Đầu Đà. Còn cô, kim cương, hột sòn, một rổ, một thúng hay là một nhà gì đó, mặc cô đi ha. Cô muốn chà đạp ai cũng được, cô muốn phỉ báng ai cũng được, tùy cô luôn đi. Hôm nay trái tim tôi chết và đầu não tôi cũng chết rồi. Và hình ảnh của cô nó không còn gì nữa trong lòng tôi hết á. Tôi xác thực mà nói á, hình ảnh của cô bây giờ trong lòng tôi chỉ là một nỗi đau khổ và ám ảnh thôi. Cô hiểu không? Cô đẹp làm chi? Cô giàu làm chi? Cô làm từ thiện làm chi? Rồi giờ cái miệng cô độc ác quá vậy. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.